Vâng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Vâng, clip thông báo hàng về của buổi tối ngày hôm qua, cửa hàng thông báo có những chiếc đồng hồ, những chiếc đài, những chiếc đầu băng cối cập bến với cửa hàng. Thì ngay trong buổi tối, cửa hàng cũng đã được nhận đơn của hai vị khách hàng có địa chỉ ở Hà Nội đã chốt đơn. Vâng, anh Khoa thì có địa chỉ tại Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hôm trước anh cũng đã chốt một chiếc đầu băng cối như hình. Như ngày hôm nay thì về với cửa hàng có một chiếc cũng giống như vậy. Thì anh khách hàng cũng đã chốt và chuyển khoản đầy đủ số tiền cho cô chủ shop rồi. Vậy vị khách hàng thứ hai cũng là những vị khách hàng thân quen với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh, cũng đã từng ủng hộ những chiếc đồng hồ bên cửa hàng. Và ngày hôm qua thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có về được một chiếc đồng hồ 368 3 vách bẹt. Sản phẩm thì cửa hàng cũng đã quay chi tiết trên kênh để thông báo hàng về cho quý vị và các bạn biết rồi. Và ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ test nhanh và đóng gói vận chuyển sản phẩm qua đường xe khách. Hai vị khách hàng sẽ nhận hàng ngay trong buổi chiều của ngày hôm nay. Một chiếc đầu băng cối X1800SD. Vâng, cửa hàng cũng là chiếc thứ hai cập bến với cửa hàng thôi, nhưng khách hàng cũng đã quan tâm rất là sớm. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay thì cửa hàng xin test gửi cho anh Khoa có địa chỉ tại 128 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và vị khách hàng tiếp theo cũng là những địa chỉ quen thuộc, anh có địa chỉ tại Nguyễn Huy Quang, Đống Đa, Hà Nội. Anh hôm trước thì cũng đã chốt bên cửa hàng một chiếc đồng hồ 368. Ngày hôm nay thì anh chốt tiếp một chiếc nữa. Vậy anh cũng đã chốt bên cửa hàng hình như là 3 chiếc đồng hồ 368 rồi. Và đây là những thú chơi tao nhã của quý khách hàng. Và chiếc đồng hồ này thì chuông rất là hay. Chuông rất là hay nhé. Cửa hàng đang test chiếc đầu băng cối 1800SD này để gửi cho anh Khoa. Và đây là một trong những mẫu đầu băng cối tự hành được rất nhiều vị khách hàng yêu thích những dòng sản phẩm nhạc cổ các bác sưu tầm. Máy được thiết kế nhỏ gọn, rất là thuận tiện cho các bác có thể trưng bày ở bất cứ nơi đâu. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng làm việc thì đều rất là ok nhé. Vâng, máy thì được thiết kế Sintereo. Hai loa ở hai bên, quý vị và các bạn có thể kết nối cùng với loa ngoài. Thì kết nối với loa ngoài thì cửa hàng cũng đã có một bộ dây đi kèm cho khách hàng đây rồi. Và phía bên hồi thì có cả băng vẫn nghe được. Các bác có thể trưng bày. Vâng, phía bên tay trái thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy loa trái, loa phải. Có học băng Catic ở phía bên tay phải, quý vị các bạn có thể nhìn thấy đây. Và đặc biệt nhất thì chiếc này về với cửa hàng qua đường EMA, máy sim nguyên bản, đáp đầu điện. Chiếc đồng hồ 368 thì bên cửa hàng cũng đã từng có những chiếc vip nữa như 360, giá trên nửa tỷ thì cửa hàng cũng đã có để cung cấp cho quý vị và các bạn rồi. Nên là khi những sản phẩm về với cửa hàng, hàng đẹp như thế này các bác chốt rất là sớm. Vậy những vị khách hàng đang quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh có nhu cầu mua sắm những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Lê Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip hàng về của ngày hôm qua thì còn hai sản phẩm, một chiếc đài Sony nhỏ xinh này, giá dưới 2 triệu mốt này. Và còn một chiếc đồng hồ VIP là một chiếc đồng hồ chạy quả lắc, size rộng là 82 và chiều cao là 26 như cửa hàng cũng đã thông báo chi tiết trên kênh rồi. Chiếc phía bên dưới thì bên cửa hàng vẫn còn một chiếc đồng hồ vai bò chạy vành tóc. Các bác có nhu cầu mà sở hữu cả đôi như thế này thì bên cửa hàng vẫn đầy đủ. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video sớm tại đây để đóng gói vận chuyển sản phẩm ngay buổi trưa để cho khách hàng có thể nhận hàng trong buổi chiều sớm nhất. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Khoa có địa chỉ tại 128 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và anh khách hàng có địa chỉ tại đường Nguyễn Huy Quang, Đống Đa, Hà Nội là những vị khách hàng thường ủng hộ và chốt những sản phẩm mà quý khách hàng cần tìm. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.